Ngày 3 tháng 10, trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, một lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ban hành văn bản gửi các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn, yêu cầu tạm dừng giao dịch liên quan 12 cá nhân và một doanh nghiệp. Việc này là để phối hợp theo đề nghị của Công an thành phố Hà Nội trong việc điều tra xác minh vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam. Doanh nghiệp bị tạm dừng giao dịch tài sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là Công ty Cổ phần Đầu tư Nhật Nam Khang, trụ sở tại tầng 17 tòa nhà Vincom Center, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. 12 cá nhân gồm Phạm Khánh Phương, tức ca sĩ Khánh Phương, 42 tuổi, thường trú thành phố Hồ Chí Minh, Vũ Duy Nga, 61 tuổi, Thanh Hóa, Lương Thị Luật, 64 tuổi, Thanh Hóa, Vũ Văn Hùng, 35 tuổi, thành phố Hà Nội, Vũ Văn Hoàng, 32 tuổi, Thanh Hóa, Ngô Thị Quyên, 47 tuổi, thành phố Hà Nội, Lê Văn Hảo, 36 tuổi, Thanh Hóa, Nguyễn Quang Đại, 44 tuổi, thành phố Hà Nội, Nguyễn Văn Minh, 49 tuổi, thành phố Hà Nội, Nguyễn Anh Tuấn, 51 tuổi, Hưng Yên, Trần Thiện Tâm, 33 tuổi, Lâm Đồng và Nguyễn Thị Lâm Nhi, 30 tuổi, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài việc yêu cầu tạm dừng giao dịch tài sản trong thời gian tới, cơ quan chức năng còn yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ra soát cung cấp thông tin tài liệu tạm dừng giao dịch tài sản đang đứng tên chủ sở hữu và các tài sản đã chuyển nhượng phát sinh từ ngày 2 tháng 7 năm 2019 đến nay đối với 12 cá nhân và một doanh nghiệp nêu trên.